Thôi các anh ơi, các anh đừng có lên mạng rồi các anh vào video của em Quỳnh Các anh chém gió là anh 18cm, anh 20cm, anh 50 phút, anh 70 phút nữa Trong cả live stream của em hoặc là những video em đăng lên Rất nhiều anh vào video hoặc là live stream của em rồi comment như thế Tất nhiên là cái chuyện mình... Ờ, nói ở trên mạng mình nói phét một tí thì cũng chẳng sao, nhưng nói phét nó cũng vừa vừa phải phải thôi các anh ạ nhá. Nói mình ba 30 phút thì nghe còn được, nói mình 15 16 cm nghe còn ổn, chứ nói mình 20 với 18 cm không ai tin nổi. Vì sao ạ? Vì đàn ông Việt Nam là người châu Á, là người Đông Nam Á, mình sinh ra ấy cơ thể người Việt Nam nó đã nhỏ nhắn rồi, thằng em nó lại càng nhỏ nhắn hơn. Việt Nam ấy là top 5 thằng em nhỏ nhất từ dưới lên trên. Nên là anh em đừng có ở đây khoe nữa Chắc một nghìn ông thì mới được ông Một ông gọi là to to thôi Chứ còn sai trung bình của các anh Nó cũng chỉ khoảng tầm 11 cho đến 12, 13 thôi Nên các anh đừng lên Các anh gáy quá Các anh đừng xem phim Google nhiều Xong các anh cứ nghĩ là phải thật lâu Phải thật to thì chị em mới thích không phải như thế các anh nhá Chị em trung bình ấy Thì cái đáy của chị em Việt Nam cũng là người châu Á Sinh ra là để dành cho thằng em của Việt Nam Nên cái đáy của người ta cũng không quá sâu đâu Nó cử chỉ từ 9 cho đến 11 thôi Bà nào sâu nhu cầu lâu cao lắm Thì mới là sâu hơn một chút thôi Nên chị em cũng không cần quá to Cũng không cần quá lâu Thời gian giả bài nó tính từ lúc đi vào đường hầm tình yêu ấy nó cũng chỉ cần khoảng tầm từ 10 đến 20 phút thôi là hợp lý tùy vào nhu cầu của từng người và sai số cũng như thế Tuy nhiên có những anh size rất là nhỏ có 9cm thôi có những anh chia sẻ với em như thế và có những anh cũng rất là nhạy cảm nhanh ra chỉ được 23 phút thôi thì những anh đang bị như thế thì có thể nhắn tin cho em nhà em có dòng cứng cáp lâu ra uy tín anh dùng là anh sẽ phổng phao anh thấy sai là nhà em nó cũng sẽ phổng phao theo nó hoạt động theo cơ chế là bơm máu từ tim xuống dưới cần gạt số thôi Chứ không có cái gì gọi là quá cao siêu cả Tuy nhiên anh dùng đi Chắc chắn thằng em của anh sẽ cảm thấy phổng phao hơn Uy tín hơn Và dòng serum lâu ra giúp anh giảm độ nhạy cảm Kéo dài thời gian ngay lần đầu tiên dùng thôi 2-30 phút là chuyện thường Dùng đủ một liệu trình cho em thôi là Thời gian kiểm soát rất là tốt Không cần dùng đến nó, thời gian giảm bài vẫn ngon Vẫn uy tín, được chưa? Các anh nhắn tin trực tiếp vào fanpage Hoặc để lại số điện thoại hoặc liên lạc hotline để em Quỳnh hỗ trợ nhá.